lần đầu tiên Sơn ca hát, ngày thứ hai thường thường là hát sáng mấy chủ nhật không ạ? Dạ nhưng mà em trai tôi đi toàn này tội nghiệp lắm, hồi sáng đó gọi điện thoại cho Sơn ca, chị ơi hôm nay thứ hai đó là em phải làm chứ thôi tụi em đi về không được. Sơn ca phải thốt ra một câu, chắc là kiếp trước chị thiếu nợ em rồi đó. Thật ra kiếp này phải trả ngày thứ hai. Dạ tuy nhiên thì cảm ơn tất cả quý vị và các chị đã đến đây. Trước nhất là thương Tony Toàn, rồi Sơn ca cũng thương Toàn luôn nữa. Thật ra thôi chúng ta cùng vui. Chúng ta cùng thương. Bây giờ Sơn ca thấy mời quý vị dễ tango đi, nãy giờ chưa có tango. Bài hát Nếu Xuân Này Vắng Anh của Bảo Thương. Hoa hậu phu nhân. Bây giờ phải gọi
sư Cao và Tuyết Vân sẽ trình bày ca khúc Sài Gòn của Y Vân.